Xin chào tất cả mọi người. Thì ở trong video này mình muốn giới thiệu mọi người về bạn Đạt đã hoàn thành trong quá trình đào tạo bên mình 2 tháng học về giáo viên Nhật. Thì hai anh em mình ngồi đây là sẽ có một buổi chia sẻ cũng như là nói về toàn bộ về quá trình đào tạo bên anh. Thì rất mong là Đạt sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích để cho những người muốn học giáo viên Nhật có thể nắm bắt được. Thì Đạt sẽ hỏi là tại sao em lại học nghề giáo viên Nhật này, và ngày trước anh nhớ là em có học cao đẳng mà. Vâng, chào anh Long. Ngày trước cho em có học bên cao đẳng ô tô, nhưng khi em vào học thì nó không có lĩnh vực chăm sóc xe như nào. Nên em quyết định tìm hiểu trên mạng xã hội. Sau đó là em đi đây này. Vâng. Hình như là em có cả cho anh lâu rồi đúng không? Vâng. Sau đó là hai người nhắn tin nói chuyện. Thì đặt cho em hỏi này. Thì em thấy đầu tiên nhé, thì em thấy học cái nhà đáng chú ý này ấy, thì bên anh ấy thì đâu là cái điều mà em thấy khó khăn nhất ở trong nhà này? Em cảm thấy khó khăn đâu hiện tại đang học gặp khó khăn nhiều nhất là gặp những xe sang. Vâng, gặp những xe sang khi mình làm cảm thấy nó đun tay. Nhưng mà khi được mấy anh mấy thầy ở dưới cổ vũ đồng viên thì em cảm thấy em làm tự tin hơn. Có nghĩa là không có nghĩa là cái mức độ mà như là được kỹ thuật dán kỹ thuật tới thì em có thể là nó không khó bằng khi mà em tiếp xúc những khẩu sàng này luôn. Ngay khi cầm lưỡi dao cắt kim. Đấy nó là cái tâm lý nhất. Vâng. Là để khó khăn nhất. Vậy thì Đạt cho anh hỏi là trong suốt quá trình bên này đào tạo từ cơ bản cho đến nâng cao thì em hãy review lại về cái quá trình mà em đã được học như thế nào của bên này. Mà trong quá trình học là bắt đầu từ những điều cơ bản nhỏ nhặt nhất, từ cách đo xem bề mặt kính, cách dán kỹ thuật dán nó sao không bị bong bị gãy, những cách sấy mèo của các thầy dưa đưa ra. Đây là những cái mà cơ bản của em giới thiệu. Nói chung là em cũng thật sự là những người mới, người trẻ để có thể ngồi chia sẻ ở đây thì nó cũng không thể nào nó phát lên hết được ấy. Thì em phải nói đến cái ý chính thôi. Ví dụ như anh thì anh quay nhiều thì nó sẽ rất là quen ấy. Thì nghĩ em là với đây em sẽ có những cái độ hồi hộp này, nói nó như mình rất muốn chia sẻ nhưng mà nó sẽ bị giới hạn, đúng không? Anh hiểu. Nhưng mà em cũng cố gắng làm sao chia sẻ những cái ý chính thôi. Để cho mọi người được hiểu. Thì Đạt cho anh hỏi là một câu về kỹ năng. Theo em thì kỹ năng nào là quan trọng nhất để có thể là thành một người giáo viên tiếng Nhật giỏi? Theo em thì nếu mà muốn trở thành một người giáo viên tiếng Nhật giỏi thì có sự tỉ mỉ, kén thầy, kiên nhẫn. Ngoài ra thì hiểu về các loại phim chất liệu khác nhau, nên mình phải hiểu về cách xây theo em đúng là mình chỉ hiểu tất cả các loại các dòng phim mà trước khi mình dán, đúng không? Để mình nắm bắt được cái giật sấy. anh hiểu. Thì anh thấy là em cũng đang nắm được những các kỹ năng cũng như là cơ bản cần thiết để mình dán phim. Thì em có lời khuyên gì cho các bạn muốn học cái nghề này không? Nếu mà các bạn muốn vào học nghề này thì phải có sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cẩn thận. Các bạn đừng ngại khó, chỉ cần các bạn yêu nghề và hãy nhiệt huyết vào, đặt tâm mình vào học. Và các bạn nên tìm một trung tâm uy tín, chất lượng. Thì nếu mà em nói về trung tâm ý, thì em có thể là chia sẻ về cái góc nhìn của em. Đầu tiên là trung tâm của bên anh thì em thấy là cơ sở vật chất như nào từ cái xe tập lên giá. Cơ sở vật chất ở trung tâm bên em thì rất tốt, nhiều dụng cụ cao cấp mà em chưa tiếp xúc được, đến những xe tập
bên bên em là cung cấp cho hai còn em là hai chiếc xe thật. Vâng, một xe bán tải, một xe xe đô la. Vâng. Thì bọn anh là đã qua, nếu mà về những năm trước ấy, cái năm trước ấy, thì anh đào tạo thì là sẽ tập trên mô hình, nhưng mà bây giờ bỏ luôn thì qua hai xe đấy thì tập nó rất là thoải mái. Và được một cái nữa là bên anh cũng có rất nhiều xe sang để có thể em tiếp xúc. Cái em thấy là khi mà em làm ở những dòng xe sang rồi ấy, thì nếu mà em có về tỉnh như em làm ở đâu ấy, thì em gặp những dòng xe phổ thông hay là tự nhiên là bất chợt có xe sang, em sẽ không thể sợ dòng xe nào hết. Tiếp theo thì đặt cho anh hỏi là về cái chi phí học của bên bên anh, thì cái khóa học của em ấy sẽ là 20 triệu một khóa, bao gồm tất cả đồ nghề và phim tập, nhưng không phải đóng bất kèm chi phí gì nữa. Thì em thấy với giá tiền này thì nó như thế nào? Với giá tiền này quá hợp lý. Một trong 2 tháng càng gặp làm liên tục, cảm thấy xứng đáng với giá tiền. Cái đấy là anh cũng thấy rất là phần cho anh như anh đào tạo nhá. Thì thật sự nhá, đặt cho anh hỏi, nếu như có một người bạn hoặc là một người xa lạ hỏi em review thì em có sẵn sàng giới thiệu cho đến bên anh để bên anh học không? Thì em sẵn sàng, thế là cái thật tâm của em ấy. Chắc chắn em sẽ có. Nhưng mà nghĩ phải có tâm hết về gì chứ. Học cho vui thì không, mình không thể giới thiệu được. Thế thì anh thật sự cảm ơn em. Thì các bạn, trước khi mà mình quay xong clip này thì bắt đầu là Đạt cũng sẽ bắt đầu lên xe để rời Quảng Trị. Thì anh cũng sẽ có lời gửi gắm, đó là bây giờ xong hết rồi, anh đã đọc hết rồi thì anh cũng chúc em thành công. Còn sau này nếu mà anh mình có duyên gặp nhau thì anh mình lại ngồi đây chia sẻ lại. Cũng rất mong là biết đâu là 1-2 năm tới hoặc là vài năm đi. Em có một cơ sở thì anh phải quay lại là quay lại những thước phim mà em làm xem. Nó sẽ là rất là tuyệt vời nha. Ok, chúc em thành công nha.